Chào mừng quý vị và các bạn đến với video phân tích kỹ thuật thị trường tài chính thế giới tuần 25 tháng 3. Các bạn muốn tôi phân tích mã nào thì hãy nhắn tin vào phần bình luận bên dưới nhé. Giá vàng hiện tại đang là 2.165 đô, tăng 0,43% so với tuần trước. Mức tăng thì nhỏ thôi. Tuy nhiên khi nhìn vào biểu đồ thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa rồi đã có lúc giá vàng lên tới cái ngưỡng sắp xỉ 2223 đô, rồi sau đó giảm mạnh cũng có thể coi đây là cái áp lực chốt lãi. Còn để có những cái thông tin chi tiết hơn thì chúng ta sẽ chuyển sang khung nến ngày. Với khung nến ngày thì chúng ta đang có ba cái cây nến gần đây nhất. Đó là ngày 20, 21 và 22. Nó đã tổ hợp lại trở thành một cái thế nến đảo chiều đi xuống rất quen thuộc và cũng rất mạnh. Đó chính là thế nến sao hôm. Và cách đây một tuần thôi chúng ta cũng có một cái thế nến sao hôm khác ở đây. Như vậy là trong cùng một mức giá chúng ta đã có hai cái thế nến sao hôm đảo chiều đi xuống rất mạnh cùng xuất hiện. Như vậy là cái tỷ lệ giảm trong thời gian tới của vàng rất cao. Theo ý kiến của tôi thì chúng ta sẽ vào trước một cái lệnh short với tỷ trọng nhỏ. Nếu sau đó giá phá thủng cái ngưỡng 2155 rồi bách test trở lại cái ngưỡng này giống như là cái mũi tên màu xanh ở đây và có thế nến đảo chiều đi xuống thì chúng ta sẽ làm tiếp một cái lệnh short nữa. Và đương nhiên cái giá mục tiêu của chúng ta sẽ là 2080. Giá của Platinum đang là 898,4 đô, giảm 4,78% so với tuần trước. Đây cũng có thể coi là một cái mức giảm khá mạnh. Ở trên khung đến ngày thì chúng ta thấy rằng cái cây nến ngày thứ 6, cái ngày 22 tháng 3. Về cơ bản nó chính là một cái cây xác nhận đảo chiều đi xuống. Đảo chiều ở đây là đảo chiều cho hai cái phiên hồi trước đó. Thế nhưng chúng ta cũng rất khó để có một cái lệnh short ở đây Bởi vì cái ngưỡng cản rất mạnh của chúng ta đó chính là từ 870 đến 890 nó đã rất sát rồi Nên không thể nào có một cái lệnh short hay là một cái lệnh bán ở đây được Kế hoạch của chúng ta trong tuần sau đó chính là chờ giá xuống tới cái ngưỡng hỗ trợ rất mạnh này Thì sẽ tìm điểm để chúng ta mua Giá dầu hiện tại đang là 80,8 đô, giảm 0,65% so với tuần trước. Và cây nến tuần này là một cây nến pin ba có tín hiệu đảo chiều đi xuống. Và cái tín hiệu này nó lại xuất hiện ở ngay cái đường MA100 màu trắng ở đây. Tức là có một cái tỷ lệ khá cao là giá dầu trong thời gian tới có thể sẽ giảm. Tất nhiên đây chỉ là tín hiệu thôi chứ chưa phải là một cái cây nến xác nhận nào cả. Nên chúng ta vẫn phải xem xét chi tiết hơn. Khi chúng ta chuyển sang khung nến ngày thì đã có xác nhận đảo chiều đi xuống. Cái cây nến ngày 22 tháng 3 này nó cũng gần gần giống như là việc test lại cái ngưỡng quan trọng của khung nến thấp hơn. Rồi sau đó bật xuống. Tức là có tỷ lệ khá cao là trong tuần tới thì giá dầu sẽ có những cái biến động giảm. Tuy nhiên cái mức giảm này nó sẽ không được mạnh lắm. Thế nên những bạn nào mà đã có cái lệnh long ở tuần trước thì chúng ta sẽ chốt luôn. Và chờ đợi những cái vị thế đẹp hơn để chúng ta tìm kiếm điểm mua. Giá lúa mì hiện tại đang là 554. Tăng 4,97% so với tuần trước. Như vậy là sau 3 tuần giảm liên tiếp thì giá lúa mì đã có những cái phiên tăng cũng khá mạnh. Ở trên khung đến ngày thì chúng ta đang có một cái ngưỡng cản rất quan trọng cũng rất mạnh đó chính là cái ngưỡng 555. Về cơ bản nếu như bạn nào mà biết về nến ấy thì chúng ta đã có một cái thế nến đảo chiều đi lên. Đó chính là cái thế nến sao mai ở đây. Thì thông thường khi cái thế nến này xuất hiện là chúng ta đã phải chốt rồi. Nếu mà chưa chốt thì mọi người sẽ rời stop loss đến điểm vào lệnh. Rồi sau đó chúng ta sẽ quan sát xem là lúa mì sẽ phản ứng như thế nào với cái ngưỡng 555 này. Giá Bitcoin tại thời điểm mà tôi làm video đang biến động rất mạnh. Vâng, khác hẳn so với các tuần khác. Và hiện tại đang là 64.569 đô, giảm 5,67% so với tuần trước. Mặc dù là cái cây nến của tuần này vẫn chưa thực sự kết thúc. Thế nhưng chúng ta cũng có thể thấy được cái dáng dấp của cái thế nến đảo chiều rất mạnh. Đó chính là cái thế nến sao hôm. Với khung nến ngày thì chúng ta cũng đã thấy được là Bitcoin đã đóng cửa bên trong cái khung màu vàng. Và theo kế hoạch của chúng ta thì đương nhiên là phải cắt lỗ rồi. Và cho đến bây giờ thì cũng chưa có bất kể một cái thế nến nào quá đặc biệt để cho chúng ta lưu tâm cả nên đành tiếp tục quan sát thôi. Cặp euro đô la Mỹ đang có cái tỷ giá là 1,08, giảm 0,74% so với tuần trước. Hiện tại thì giá đang trứng lại ở cái ngưỡng hỗ trợ của chúng ta đó chính là cái ngưỡng 1,08. Và với cây đến tuần này thì nó chưa nói lên được bất kể điều gì cả Và với việc rời stop loss đến cái điểm vào lệnh thì Cái kèo này chúng ta không có lãi Và đương nhiên là đến bây giờ chúng ta đành phải để tiếp tục quan sát xem là Cặp EU này sẽ phản ứng như thế nào tới cái ngưỡng 1,08 Nó có tín hiệu đảo chiều đi lên hay không hay là cứ thế nó trọng thủng luôn Rồi thị trường phản ứng như thế nào thì chúng ta sẽ xử lý theo hướng đó Tuần trước có một bạn nhắn cho tôi Yêu cầu review về cái cặp Euro và Australia Bạn ấy thì yêu cầu tôi là xem cái thế nến cờ của 4 giờ. À, nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ đến với cả cái thị trường tổng quan đã Cặp EA đang có cái tỷ giá là 1,65 Giảm 0,05% so với tuần trước Về cơ bản thì ở trên khung đến tuần chúng ta đã thấy rằng Cặp EA này đã vượt qua được cái đường trendline giảm Tức là cái tỷ lệ tăng của nó đã cao hơn rồi Tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây thì nó chưa thể hiện được rõ ràng lắm. Với khung nến ngày thì chúng ta đang có những cái tín hiệu khá ổn ở cái đường hỗ trợ. Và cũng là cái đường MA100 màu trắng của chúng ta ở đây. Nhưng để thực sự chúng ta vào được một cái lệnh long ở đây ý, thì theo tôi là chưa đủ cơ sở. Vẫn phải quan sát thêm. Bạn ý có hỏi tôi là cái mô hình lá cờ trên khung 4 giờ ở tuần trước. Và đây cái lá cờ của chúng ta nó là như thế này. Về cơ bản thì lá cờ ấy nó có rất nhiều dạng cờ khác nhau. Có thể là cờ tam giác, có thể là cờ hình chữ nhật. Và dù là lá cờ nào thì cái cách giao dịch của chúng ta nó cũng như nhau cả. Ở đây thì tôi sẽ vẽ nó là một cái dạng cờ chữ nhật. Chứ nếu mà chúng ta vẽ cờ tam giác thì nó sẽ bị khiên cưỡng quá. Và với cái mô hình này khi mà giá phá và đóng cửa phía trên cái hình chữ nhật chính là thời điểm mà chúng ta có thể vào được một cái lệnh long. Cặp đô la Mỹ yên Nhật đang có cái tỷ giá là 151 tăng 1,62% so với tuần trước. Như vậy là ngay trong tuần vừa rồi, cặp UJ đã phá thẳng luôn cái ngưỡng kháng cự. Đó chính là cái ô màu vàng của chúng ta ở đây. Khi mà chuyển sang khung đến ngày thì chúng ta cũng thấy rất rõ đó là sau khi vượt được cái ngưỡng kháng cự mạnh của chúng ta thì giá UJ cũng đã bắt đầu chững lại và đi ngang. Đây chính là cái thời điểm rất tốt để cho chúng ta vào một cái lệnh long. Với cái lệnh này thì mọi người phải lưu ý là chúng ta phải chia nhỏ ra để chúng ta giao dịch nhé. Bởi vì trong thời gian tới rất có thể là sẽ có những cái phiên giảm, giá hoàn toàn có thể giảm về cái khung màu cam này, đó là chuyện hết sức bình thường. Chỉ khi nào đóng cửa phía dưới cái khung màu cam này thì chúng ta mới cắt lỗ. Chính vì vậy mà mọi người hãy tính toán thật là cẩn thận cái thiệt hại sẽ gặp phải nếu mà chúng ta phải cắt lỗ để đưa ra những cái tỷ trọng nó thật sự là hợp lý. Và Uji cũng chính là cái ma cuối cùng trong video tuần này. Nếu mà mọi người thấy có ích thì hãy like, share và đăng ký để ủng hộ team nhá. Chúc cả nhà mình sang tuần sau giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye!